Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Việt Nam TV. Những thông tin mới nhất về tình hình Biển Đông sẽ có trong bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin chúng tôi mới nhận được, tàu Lam Kình của Trung Quốc đang ở trong lãnh hải Việt Nam tại tọa độ 14.935 đến 109.395. Tàu Lam Kình là một trong những chiếc tàu lớn nhất thế giới và hoạt động được tại khu vực nước sâu, sở hữu bởi Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc. Tàu Lam Kình có năng lực nâng hạ các thiết bị đặc biệt nặng và kèm theo đó là các giàn khoan dầu. Lam Kình đã tham gia vào nhiều dự án, trong đó bao gồm các dự án lắp đặt một số giàn khoan dầu lớn nhất trên thế giới, đặt đường dẫn dầu cũng như lắp đặt các cấu trúc ngoài khơi. Con tàu này khởi hành từ Trạm Giang vào ngày 5 tháng 8 năm 2019. Sau khi đi một vòng qua Hải Nam vào cảng Bắc Hải tại Quảng Tây, tàu Lam Kình tiến về phía Nam và vào gần bờ biển Việt Nam từ ngày 1 tháng 9. Vào lúc 9 giờ 42 phút ngày 3 tháng 9, theo giờ Việt Nam, tàu đã có mặt tại tọa độ 14.935 đến 109.395. Theo xác định của nhà báo Đặng Sơn Duân, vị trí này nằm hoàn toàn trong lãnh hải Việt Nam, cách đường cơ sở chỉ 11 hải lý, cách đảo Lý Sơn 30 hải lý về phía Nam. Đây là khu vực có các lô dầu 119, 120 và ở phía Nam là lô dầu 118, nơi có dự án cá voi xanh mà Việt Nam hợp tác với Tập đoàn Dầu khí Exxon Mobil của Hoa Kỳ. Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển vào năm 1982 cho phép tàu nước ngoài đi qua vô hại trong lãnh hải của quốc gia ven biển. Sơ đồ đường đi của một chiếc tàu chỉ đi qua thường là một đường thẳng. Tuy nhiên, sơ đồ đường đi của tàu Lam Kình từ ngày 1 tháng 9 tới nay không cho thấy như vậy. Đường đi của nó rất là phức tạp. Mặt khác, theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đây cũng là khu vực đang có bão cấp 7 đến cấp 8. Các nguồn tin độc lập của chúng tôi cho thấy rằng khả năng tàu Lam Kình hiện diện trong lãnh hải của Việt Nam vì một dự án hợp tác nào đó với Việt Nam là rất khó xảy ra. Cũng rất có thể tàu chỉ đang đi trên đường tới đâu đó và đang bị mắc bão tại vùng biển Việt Nam. Được biết rằng tàu Lam Kình có các dự án hợp tác với Brunei và Malaysia. Khả năng xấu nhất xảy ra, tàu Lam Kình có hoạt động bất hợp pháp trong vùng biển Việt Nam. Chúng ta sẽ phải chờ xem các diễn biến tiếp theo sẽ xảy ra theo chiều hướng nào. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ và cập nhật tình hình có liên quan. Quay trở lại về tình hình của tàu Hải Dương Địa chất 8. Vào khuya ngày 2 tháng 9 năm 2019, tàu Hải Dương Địa chất 8 đã cập bến neo đậu tại khu vực đá chữ thập cùng với các tàu hải cảnh hộ tống là 35111, 37111 và 46303 và nhiều khả năng là cả tàu hải cảnh 33111. Tuy nhiên, tàu hải cảnh 46301 nằm vùng ở khu vực gần lô dầu 06.1 và bãi thử chính vẫn đang ở đó và chưa có dấu hiệu rời đi. Hiện trạng này cũng giống như lần Hải Dương Địa chất 8 rời đi lần thứ nhất, cho thấy có lẽ rằng nhóm tàu Hải Dương Địa chất 8 chỉ tạm nghỉ chứ chiến dịch hăm dọa và gây sức ép đối với Việt Nam vẫn chưa thực sự kết thúc. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Những thông tin mới nhất về việc căng thẳng tại Biển Đông giữa Việt Nam và Trung Quốc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong các bản tin tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!